Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam Mô, cũng giống như là Nhật Bảo từ đây, Xin chào anh, xin mời anh. À, không khí vẫn rất là nóng anh Mùi. Dạ. Uh. trong phòng làm việc mình nóng nó phải có máy lạnh, không có máy lạnh, uhm. có nổi. Cái <laughs> điều đó mà bây giờ ở trên uh, các nhà tù và các thân nhân của uh, những người mà tù ở trên Texas bây giờ là uh, đơn kiện... Uh, là ban quản trại cũng dùng kiện chính quyền tức là tại sao không đặt máy lạnh ở trong những cái phòng giam của những người tù nhân anh Nguyễn Xuân Na dạ yeah. nhiều cũng nổi trên phải không để ý tới cũng phải bật máy lạnh lên mệt ừ. mỏi quá <laughs> và anh biết khi mà mỗi lần nóng á cái đó là buồn ngủ sức đồng miệng nó kém đi đúng rồi nóng buồn ngủ mà ăn no cũng buồn ngủ hả à. <laughs> <laughs> anh chị đọc, chỉ có đói là không buồn ngủ thôi anh nam ta đói là phải đi kiếm cơm do đó là không buồn ngủ được bởi vậy do đó để tránh cái cơn buồn ngủ là phải nhìn đói là phải đói phải đi tìm kiếm ăn là không buồn ngủ dạ rồi bây giờ ta vô tin tức nha bây ừ. giờ thông lệ mùa olympics vẫn còn chúng ta có một chút xíu olympics cho quý vị vui biết tình hình diễn ra như thế nào sau đó ta sang đến một số bản tin tức thời sự trong ngày à, cho tới ngày hôm nay Mỹ vẫn dẫn đầu số huy chương vàng bạc đồng và tổng số huy chương dẫn đâu hết Mỹ bữa qua mình nói 122 phải không Ừ. Bữa hôm qua sáng sáng nay nhé và bây giờ mình nói tới, tới chiều hôm nay lên 126 huy chương lên 4 huy chương còn 4 huy vàng 44 bạc, 42 đồng. Kế sau Mỹ là Trung Quốc 40 vàng bằng Mỹ, 27 bạc thua Mỹ đồng 17 cái và 24 đồng thua Mỹ 18 cái. Tổng số huy chương Trung Quốc là 91 huy chương, như gì? Thứ ba là Anh, thứ tư là Pháp, thứ năm là Úc, thứ sáu là Nhật, thứ bảy là Ý, thứ tám là Hòa Lan, thứ chín là Đức, thứ 10 là Nam Hàn. Anh mười biết trong này có đặc biệt mình lưu ý này, có hai loại xếp thứ hạng. Một là ví dụ như xếp theo tổng số huy chương, ừ. như trong bản chúng tôi đọc dựa theo tổng số huy chương. Nhưng có thứ hạng khác mà hầu hết các nước trên thế giới sẽ sử dụng. Đó là nó tính huy chương vàng anh đang nhiều ra đứng đầu bên sau cái tiêu chuẩn đầu tiên huy chương vàng đó, tao mới tính huy chương bạc đồng tiếp theo ví dụ trung quốc với mỹ được bốn mươi chương vàng thì họ ngang nhau mà cho trung mỹ đứng trên trung quốc bởi vì mỹ hơn bạc đồng và tổng số huy chương chỉ có trường hợp này lạ nè anh đứng thứ ba là anh thì có 14 bốn huy chương vàng thôi và trong đó úc 18 tám huy chương vàng là đứng thứ năm anh anh đứng thứ ba mà, có bị bốn huy chương vàng anh úc đứng thứ năm là 18 tám huy chương vàng rồi nhật đứng thứ sáu có hai mươi huy chương vàng tiêu xét theo huy chương vàng thì nhật đứng hàng thứ ba anh thấy không? nếu như nhật đứng hàng thứ ba đó thì có đáng kể anh em và nếu mình xét theo huy chương vàng thì nam hàng cũng vượt lên trên nếu xét theo huy chương vàng thì nam hàng 13 chiếc vàng vượt lên trên của Đức 12 Anh biết Bước trên Ý 12 Bước trên uh, Bước Đó. Thì như vậy Thì tâm hàng xếp là, hồi, hồi, thứ Họ thứ, thứ, 8 mà thay vì thứ, thứ 10 Thì cho vậy đó Cái mình tùy xem sắp xếp bạn huy theo cái tiêu chuẩn nào theo tiêu chuẩn tổng số chương thì hai nước Á Châu rất là khá là Nhật và mà là những cường quốc thể thao của hành tinh này thì khi mình đọc như vậy anh Mùi có ý nghĩ gì anh Mùi thưa anh Mùi à, thì anh thấy là từ xưa đến nay à, tức là Mỹ, à, Nga, rồi Anh quốc, rồi Đức quốc, Pháp à, là những đất nước là hầu hết dẫn đầu rồi trước đây thì anh thấy là Trung Quốc mặc dù diễn số đông như vậy về vấn đề mà tham gia thể vận hội này kia nó là trước khi thời kỳ máu trận đông thì anh thấy là cũng không có nhiều do lắm thì sau này bắt đầu phát triển á mới các vận động tham gia là Olympic là càng càng lúc càng đông và uh, trong cộng cũng dành huy chương vàng rồi huy chương bạc huy chương đồng uh, về cho mình rất là nhiều thì anh thấy nếu như so với cái dân số của trong cộng gần 2 tỷ tỷ rưỡi vậy này tỷ 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 tư, à, tỷ tư à. và so với dân số của Mỹ thì hiện nay khoảng là cho ba trăm rưỡi, ba à. trăm rưỡi triệu mà thôi à, thì, thì quý vị thấy rằng là uh, những cái trận Olympic thì, thì uh, Mỹ vì trong cộng nó có thể là uh, Mỹ uh, giành huy chương nhiều nhưng có cái vàng à, thì có thể ít hơn thì là để buổi cập nhật cái vấn đề đó xong rồi, rồi, nói chuyện sau anh Nam hả yeah. thì bây giờ cập nhật mới nhất á thì cho biết rằng là trong cộng á là giật đầu về huy chương vàng hay là 34 huy chương vàng về huy chương bạc thì có 27 và huy chương đồng thì có 24 thì sơ th 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 khởi tổng cộng cho đến ngày hôm nay á thì trong cộng giành được là 90 huy chương, kể cả vàng, bạc và đồng. À, Nếu như vậy, Mỹ thì đứng thứ nhì về huy chương vàng mà thôi, chỉ có thua 1 thế nào là 38 huy chương vàng. Và huy chương bạc, huy chương đồng thì Mỹ dẫn đầu uh, trong cộng là 42 huy chương bạc so với 27 trong cộng và 42 huy chương đồng so với 24 uh, huy chương đồng trong cộng. Thế tổng cộng của Mỹ là 122, là huy chương à, vừa vàng vừa bạc vừa đồng so với 90 của trung cộng thì anh thấy mặc dù dân số mỹ ít như vậy nhưng huy chương là vẫn nhật đầu à. thì chỉ thua một huy chương vàng mà thôi đứng thứ ba là úc thì úc thì huy chương vàng chỉ có 18 à. và huy chương bạc 18, huy chương đồng 18 là chỉ có 50 mà thôi. Còn nhật Bản mà như vậy Nhật Nhật Bản đã kéo đến đứng thứ tư rồi anh. 18 cái chương hàm. nói tin tức một 2 ngày trước là anh buồn. Hả? Tin tức nó bị một 2 ngày trước là anh buồn. À. Cũng một hai ngày trước, ngày trước nó bị cũ rồi. À. Thì như vậy là ngày hôm nay giới thể nào nè? Ngày bên Mỹ, 126 hay chưa? 126. 4 vàng, 10 vàng, 44 bạc, 42 đồng. Trung cộng bộ 93 huy 91 huy chương 40 vàng bằng Mỹ, 27 thua bạc và đồng, 27 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Ừ. Ờ, như, như, vậy là Mỹ dẫn đầu trong cộng trong cộng nè. Mỹ dẫn đầu à? À. Điều. Điều. Có cái điều mà chúng ta lại nói thêm lần nữa, tôi không vui gì nói tin này làm Việt Nam á cho tới giờ thì không có quy dưng lặn túi thua cả mà quy luật tân thua cả Singapore thua cả Malaysia thua cả uh, các nước Thái Lan thua hết thua thua Đài Loan thua sạch được Việt Nam cũng đem đoàn cũng một số bộ hùng hậu như bắn bắn súng sở trường Việt Nam mà, nhưng cũng không có huyện trường nào luôn. Rồi, có một chút về cái thế bộ hội cho quý vị nghe. Trả lại tin tức hôm nay, buổi Bùi. Dạ, yeah, ok, tin tức ngày hôm nay. Uh, còn những tin tức như sau, thì anh Nguyễn Xuân Nam thì hôm nay tổng thống đối trung cũng lên uh, nền tảng mạng xã hội của mình, rồi uh, là che bài, và cáo buộc vấn đề sai sự thật và dự dịch tránh cử của bà là Kamala là cho bà Kamala sử dụng AI, tức là trí thông minh nhân tạo đó, để tạo ra cái đám đông cho cuộc biểu tình minh. Bản tin thứ nhất, bản tin thứ hai nữa à, à, Cựu Tổng thống Trung à, là sẽ À, tuyên bố sẽ có cuộc tranh luận sắp tới đây với bà Kamala Harris à, cũng đưa ra ba cái thời điểm và ba thời điểm khác nhau thì à, phó tổng thống Kamala Harris trả lời như thế nào rồi bản tin thứ ba nữa tức là có thể là bom tấn xảy ra cho cựu tổng thống ở phiên tòa Arizona rồi và bản tin cuối cùng là cựu tổng thống từ sát về chính trị của mình đó là những tin của uh, ngày hôm nay việc anh Nam có tin trong là bộ sông vài bản tin cộng vô danh 10 giờ. Dạ. Uh -huh. bây giờ đi vào chi tiết ngày hôm nay ngày chủ nhật uh, thưa quý vị thưa anh Nam cũng biết rằng hình như là từ tổng trong bây giờ là hình như là có một sự ám ảnh tức là trước đây thường hay nói rằng là những cái buổi mà uh, tránh cử tổng thống của mình đó, là thu hút rất là nhiều hàng chục ngàn người đến tham dự và là không kể xiết nữa à, rồi uh, cựu thủ Trump thì lúc đó cũng chế bai là tổng thống Joe Biden à, sau mà ra, ra, đi ra tranh cử mà không có ai hết trong rồi, rồi cứ núp núp ở dưới hầm mà thôi rồi chỉ có vài người lèo tèo mà thôi đó là cái tâm trí của cựu tổng thống Trump luôn luôn nghĩ rằng cho mình là, luôn là số một và mình có cử tri rất là lớn à. thì trong thời gian vừa qua chỉ có hai tuần mà thôi thì quý vị thấy rằng khi bà Kamala Harris thấy thế, để cầm ngọn đuốc được chuyện từ là tổng thống Joe Biden thì nhận cuộc thăm dò cho thấy rằng là Kamala gần sát nuốt với từ tổng thống Donald Trump Có những cái tiểu bang mà bà Kamala có thể là vấp đầu là đằng khác với với những cái sự lo sợ như vậy à rồi cái lo lắng là không biết tình hình như thế nào. À, rồi có những buổi rally của cầu thủ trong Thì à, trên mạng trường hành chiếu Thì có những người kế trống à, à, Thì cầu thủ năm đã Từng chỉ trích về Những cái cuộc tranh luận Về những cuộc tranh cử như vậy Thì sáng hôm nay Thì quý vị thấy rằng là cầu thủ trong Có như là dần dữ lắm à, Rồi có một buổi họp báo Ở Malaga Thì người ta hỏi á Tại sao cầu thủ không đi tranh cử đi à, Thì cầu thủ trong cũng nói rằng mà Cần gì quý vị thấy rằng là người dân ủng hộ nó tối rất nhiều tôi dựng đâu tôi cần gì tôi phải đi này cái nào thưa quý vị thì thì đó là những lý do rồi sau khi xem những cái thước phim hay những video clip những cuộc tranh cử của à, bà Kamala Harris cũng giống như mới đây cộng thêm là ông Tim qua nữa thì người dân độ số rất là nhiều rất là đông thì cầu tổng sông rất là tất dần sáng hôm nay để cầu tổng trong nói thế này là oh, uh, phó tổng thống Kamala Harris là bà ta sử dụng cái trí tuệ thông minh nhân tạo mà là AI á, để tạo ra một đám đông đông đảo hơn cho cuộc vận động tranh cử của mình là hôm thứ tư là gần đi soi ở Michigan Chứ cho thật ra là không có cái chuyện đó rồi uh, cựu thủ nói thế này không biết liệu có ai để ý không hả à? là bà Kamala Harris đã lừa đảo chúng ta đã lừa đảo tại sân bay này Ở phía trường đó. rồi À quý vị thấy trên máy bay chẳng có hết, và dưới chẳng có hết. À, thế mà à, trong hình ảnh có thấy có một đám đông rất là khổng lồ chơi đời ba tháng ở dưới uh, phía trường á. À, nhưng điều này không có à, là một, một nhân viên bảo trì tại phía trường cho biết là nó không thấy đám đông nhiều như vậy đâu. À, thì quý vị thấy cái sáng này. tức là cầu thủ nó trong đã đăng trên tài khoản nền tảng mạng xã của mình á à, rất là dần dữ như vậy. Thì thủ trong cái cái Messi của um, cầu thủ đó trong thì ông ta nói thế này, oh, ba ta là một kẻ lừa đảo, đó. ông có ai chờ đợi ba ở dưới uh, phía trường hết, đó. Đó. là mà trong hình ảnh nó đảm đông trong dũng như có vẻ là 10.000 ngàn người luôn, đó. điều này điều này cũng tương tự xảy ra uh, cả cái, 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 cái cuộc mà tranh cử uh, tổng thống của ba mới đây đó thì ông ta kết luận này đây là cách mà đảng dân chủ Danh chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách là gian lận à, thì cựu tổng thống lập đi lập lại là bầu cử gian lận dụng như năm năm hai nghìn mươi vậy là cựu tổng thống nói tiếp thế này Như này chúng tôi đã bắt được bà ta vừa một đám đúng giả không không có ai chờ đợi ở đó hết à, rồi sau đó thì cựu tổng thống viết thêm một nhóm chữ nữa là bằng chữ chữ hóa đó Tức là có thể cách dựng dự lắm mọi thứ về calamari đều là giả dạ. à, cựu tổng thống nói như vậy thì à, à, trước đây cựu tổng thống đông là cộng đã đông tân à, với một nhà bình luận bảo thủ đó là Chuck Calisto à, thì ông ta nói rằng à, À, trên mạng xã hội của tôi có ít nhất là 37,5 nghìn người đang theo dõi à, và trước đây trên mạng xã hội nền tảng mạng xã hội SL Twitter đã có ít nhất là 760,5 nghìn người ta theo dõi với tôi như vậy à, thì thì Castelo, à, trước đây cũng đưa ra những tiến bộ sai thực trực trên mạng lan truyền cách rộng rãi à, về những một số người là theo dõi hoặc là à, like hoặc là fan của cầu thủ Trung là như vậy à, thì chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cũng giống như là ông thống đốc Minnesota thật là ông Tim quá phản ứng trong cái bài của cựu thủ thống Donald Trump à, à, thì phải nói đây đây là đây là một ảnh thực tế về đám đông là khoảng 15.000 người à, ở Michigan thì cái công số này là một công số rất phù hợp với các tờ báo là hôm thứ năm với hãng tin địa phương đưa ra à. thì thì đó là những cái gì mà cử thủ trong sáng nay ông ta dần dần ông là cáo buộc là không đúng sự thật trên người Xuân Lạc thì bây giờ nó chút xíu hai bên chạy đua tới đâu rồi biết không cái đó là cái mà chúng ta quan tâm nhất ông trọng ông tổng ông trump giận dữ không kiềm chế được ok trump's anger out control out Thế control là, out control không ông trump giận dữ không kiềm chế được khi mà biết cái số thăm dò dư luận của bà ta bước xa ông trump bà harris vượt xa ông trump thì theo thăm dò dư luận của tờ new york times ấy, vào ngày thứ bảy ngày hôm qua thì có biết rằng bà Harris dẫn Trump lên tập 4 điểm tại ba tiểu bang chiến lược là Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Michigan. Ừ. Thì ông thua tới 4 điểm đó. Ừ. Yeah. À, cả ngày hôm qua đây đó là những tiểu bang, bang đó là những tiểu bang cực kỳ quan trọng tiểu bang bản lề tiểu bang chiến địa mà nếu thắng những tiểu bang đó thua những tiểu bang đó là cả thể cuộc chơi chiến thắng của giờ kết thúc thì hiện nay phần lớn các địa bàn đó đang nghiêng về phía bà Kamala Harris khiến ông Trump rất là điên đầu, điên đầu lắm với người. Ông nói cơn giận, điên điên rồ lên như anh Bùi vừa nói nãy. Tờ Time cũng tường trình rằng, New York Times tường trình rằng hai phần, hai cái cuộc mà tham gia tư nhân gần đây và tại Ohio thì cho thấy là ông Trump có số điểm ở dưới 50%. Dưới 50% trong cuộc đua với bà Harris năm 2020 ông Trump thắng ở tiểu bang này Ohio này tới 53 bây giờ ông nuôi dưới 50 thì ông tụt xuống trên 4 34 phần trăm ông rất là giận dữ những chỉ số đưa cho mấy ngày hôm nay thì cho thấy rằng ông Trump đang bị lùi lại phía sau khá xa đúng không ông Trump trước cái tình trạng như ông, ông nói ông nói cơn khùng lên nó kêu resurgence là cái sự bùng nổ lên của cái nhóm uh, ứng viên dân chủ và phe và cao là cái, cái tín hiệu đầu tiên rõ ràng trong cho thấy rằng ông đang bình luận lại phía sau cái điều đó khiến ta nói cơn không mà chúng ta nói vừa qua ông mắng bà camera Harris liên tục ông mắng bà đồ đồ cho cái đồ cho cái kinh đó thì đó mọi người ông mắng mà camera đồ đồ cho cái con chó cái con chó cho cái và ông ta cũng lo sợ cả giới tài phiệt tài trợ cho ông ta có thể xem xét lại cái tập trường của ông ta xem xét lại cái ảnh hưởng đổ tiền đời chiến thắng mà không có khi mà không có chiến thắng là có thể rút tiền lại và có thể là họ không tài trợ nữa cái đó khiến ông ta lo lắng rất là nhiều và bây giờ ông ta đang nhắm vào cái việc quảng cáo TV rất là mạnh tại các tiểu bàn chiến địa còn lại tại như Georgia, North Carolina, và Michigan để hy vọng là cứu vãn được cái cuộc thua hiện nay trước bà bà Kamala Harris rồi cho lại mùa thế còn tám sáu ngày nữa anh rồi bây giờ thấy là thưa quý vị thì trong thời gian qua thì quý vị thấy rằng là bên bà Kamala Harris thì cũng là thách thức cựu thủ trong ok bây giờ nếu như ông muốn cái tranh luận với tôi hả à, tôi tranh luận bất cứ lúc nào bất cứ khi nào vân vân nhưng giờ sau đây bây giờ dự bận cái cái, cái, cái lịch trình 26, à, 27 tháng 6 rồi như vậy à, tổng thống số ba của tôi coi như là là một cuộc tranh luận uh, uh, rất là, là là tệ rồi, à, đến bây giờ đến ngày, uh, uh, ngày 10, thằng ngày 10 tháng 9 đi, bây giờ ông tiếp tục hay không? À, thì lúc đó thì người biết rằng là chuyện tranh cử của cử, cử tổng đó trong ngay cả cử tổng trong do dự cũng không trả lời, nói ta biết, ôi ba chưa được đây cử một cách chính thức làm sao làm sao chúng tôi uh, lấy lịch được thì ngày hôm nay thì cũng đi lập lại những cái chuyện đó không thôi quý vị thì cựu tổng thống trong ngày hôm nay cho biết là, oh, là bây giờ là, sẵn sàng có một, là, là, những cái cuộc tranh luận mà tôi có thêm hai cuộc tranh luận nữa cuộc tranh luận à, ngày đầu tiên tức là ngày 4 tháng 9 sau mà ngày thứ hai tức là ngày 10 tháng 9 và ngày thứ ba tức là ngày 25 tháng 9 là ba ngày như vậy ngày 4 tháng 9 ở đâu ở Pennsylvania thì nói là Pennsylvania là một uh, tiểu bang chiến địa và ít nhất là có 19 là đại cử đại cử tri đoàn à, thế như vậy công tác đến đó à, thì và tranh luận ngày 10 tháng 9 thì cũng uh, ở Pennsylvania luôn và nhưng uh, là hai cái uh, đài truyền hình host khác nhau à, ngày 4 tháng 9 thì là là cầu thủ trong là đề nghị là ok bây giờ Fox News thôi à, còn ABC News thì thì không không có tôi không có hai lòng đâu là có vẻ thiên bì và có thể cũng xong phẩm cho lắm và đồng thời tôi cũng muốn đăng là tạo nhiều tiền cho 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 ABC News nữa đó là về Fox News và thứ hai là ABC và cái cuộc tranh luận thứ ba là ngày 25 tháng 9 là ABC News ở, ở, ở tiểu bang Michigan và bây giờ bị tiểu bang Michigan thì theo thì thăm dò ngày hôm qua là, là bà Kamala đã dẫn đầu là cầm bổn rồi tức là dẫn trước cựu tổng thống là bổn điểm rồi à. thì ông ta nói bây giờ là ba địa điểm như vậy còn chi tiết như thế nào á À, thì sẽ nói sao và ông nói thế này tôi được tôi rất mong được gặp là bà phó tổng thống là Kamala Harris ở cả ba cuộc tranh luận này không được ta việc như vậy thì à, tuy nhiên chuyện trạch tranh của bà Kamala Harris cho rằng lịch trình này không được họ đồng ý à, ngoài cuộc tức là tranh luận về à, ngày 10 tháng 9 do ABC họ tổ chức ở Pennsylvania À, còn hai cái hai cái kia tôi chưa được đồng ý gì lắm là một trợ lý chuyển dịch của bà Kamala Harris nói với Newsweek ở trong email sáng hôm nay như vậy đó để nói thế này oh chúng tôi rất vui mừng vì cử cử tổng đốc trong cuối cùng ông ta đã đồng ý tranh luận với à, là phó tổng thống của chúng tôi à, trên ABC à, và quý vị cũng đã biết trước đó là ông ta tìm một cách để rút lui à, và chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận khác và chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc tranh trò chuyện đó nữa. Nhưng cần, nhưng cần phải rõ ràng, bất kỳ cuộc tranh luận bộ sống nào sẽ tùy cựu Tổng thống mà thôi. Thật sự, vấn đề ngày xuất hiện ngày 10 tháng 9 là điều chắc chắn. À, và chúng tôi không muốn chơi câu trò chơi của cựu Tổng thống Trump. Thì như vậy, sáng hôm nay là hai bên đã đồng ý cái vấn đề ngày 10 tháng 9 là à, còn hai ngày kia ngày 4 tháng 9 và ngày 25 ngày 9 thì bên uh, bà camera thì là, là, không là họ họ không có lịch trình đó thưa anh ừ. thì không biết anh anh cũng mong đợi cái, <laughs> cái, <laughs> cái, mùi mùi rất rất mong đợi của buổi tranh luận này nghe <laughs> đó. Thì, bây giờ bây giờ các nhà phương cách nói là cuộc tranh luận thế này cũng giống như bà camera bà nói thế này cuộc đánh luận như thế này thì bà camera là giống như là công tố viên vậy Hiểu không? nó còn câu uh, cầu thủ đối trong giống như là tội phạm hình sự vậy <laughs> một bên công tố một bên tội phạm thì coi như hai bên uh, phản ứng như thế nào mùi rất cũng trông mong ngày ngày này xảy ra nào? Ờ, anh nào mong ngày 10 tháng 9 coi thử ừ. bà camera đấy đụng ông trong bên một tay mà luật biện lý và một đe dọa ông Trump nhiều ông, ông Trump thì trong cái lúc đó ra làm sao thứ ừ. hai nữa là bây giờ không bản tin nữa rồi dân... không anh... Anh, để giáo cho chúng mày cái câu này là anh Nam thì anh thấy ở cái phiên tòa mà cựu à, tổng thống Trump về lấy tiền bịt miệng á với ba bộ cáo trạng thì anh trình anh thấy anh thấy là một uh, bà dân chơi tức là bà Storm Daniel và một luật sư À, là rất là là là, là, là bài bản, bà. à, rất là, là là bằng cấp mà anh thấy không? một người dân chơi như vậy mà ba tá lý luận rất sắc bén à. định nội mà có như là ba luật sư mà trường lớp đó. còn 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 phải phục ba sau mới để nhau anh nắm. À, thì bây giờ mình để cái đó mình xem thử rằng là bà Karad là một luật sư, là một công tố viên, là một cái bộ trưởng bộ, bộ tư pháp để đối xử với cựu tổng đô trong là một là con người không có có luật không có bằng bằng cấp về luật anh Nam nghĩ nếu như bà Nam, Nam nếu như Nam, Nam động Trâm, nếu anh động Trâm thì anh thích cuộc tranh luận đâu hả nếu anh động trung anh có thích cuộc tranh luận của bà Kamala Harris à, không không tùy, tùy 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 thuộc theo cái ừ k cái 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 những cái chính sách của mình nắm tại vì đấy ở tranh luận á có tính cách có tỉnh cách tức là mình có những chính sách gì Có mình phương án gì để mình phục vụ cho đất nước và con người cho 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 chân dân hay không mình đem quyền lợi cho người dân hay không chứ không phải là mình 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 tranh luận về luật á nếu tôi đồng trâm á nếu tôi đồng trâm trường hợp giả định tôi không phải đồng trâm mà tôi nếu tôi đồng trâm Dạ, Điều, sự. <laughs> giả yeah, sử giả yeah, sử làm cho tôi rất thích cuộc tranh luận đó uh -huh. bởi vì sao nó giống như một cái tay mà như tôi không có võ công vậy đánh đánh lên đài đánh với ông Mai Tai Sinh uh -huh. siêu vô địch quyền anh theo nếu tôi thua thì đương nhiên ai không biết là tôi sẽ thua đúng không uh -huh. nhưng mà liệu bữa đó ông ông ông, ông Mai Tai Sinh khinh thường thường thủ không chuẩn bị không chuẩn bị chu đáo hay bị trái gió trở rồi mà tôi thắng mai đây, thì tôi đã là nhà vua thế giới tại sao một cuộc chơi mà mình có thể vang danh giang hồ mà mẹ không, không không không, không, chơi nếu tôi đồng trung là ông Trump, thì tôi đấu liền nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất á cái sợ của ông trung là sợ bà cao ra đến sao bà luôn bà chế diễu ông trung bà chờ đợi ông trung trên đường cái đó có nghĩa là bà chuẩn bị rất là kỹ bà biết cái thế nhược điểm của trump gì và khi mà bạn nói những một vài ý kiến ra đó trong cuộc những cuộc tập hợp đó, thì dân này hô lắc thêm ấp lắc thêm ấp cái đó là cái đáng sợ nó có thể làm cho tinh thần của ông trump bị bị bị, bị xuống này xuống, liền. Ừ. này rồi bây giờ tôi rất có thích nghe của trên đường năm một tây là biện quan biện lý bộ trưởng bộ tư pháp một tay luật sư đấu một tay dân thường Võ biện biển với Donald Trump cái sức ép tầm phía bà Kamala Harris bà thắng là điều đương nhiên ai nghĩ bà sẽ thắng nhưng mà bà không khéo bà thua Trump thì sao anh biết không do vậy tôi nghĩ sức ép phải nằm bên Trump mà sức ép nằm bên Kamala Harris tôi nghĩ bà sẽ chuẩn, chuẩn bị rất là kỹ anh biết không mà anh cái mục đích mục đích của tranh luận như thế nào À, ta đừng thích cuộc thích nghe cuộc tranh luận á ta cựu thủ trong á ông nói rất là mạnh dạn lắm mạnh bào lắm nói sai nói đúng không cần thiết lắm nói là nói thôi không cần biết đó là sai hay là đúng tôi <laughs> nghĩ đúng rồi. anh bùi đoán tôi nghĩ điều này đúng nha ông nghe anh sẽ coi thử tôi đoán đúng không nha như à. vậy từ ngày 10 tháng 9 tranh luận thì bây giờ là ngày còn 20 ngày nữa tới tháng, tháng 8 tháng 19 khoảng trừ gần 30 ngày 8 tháng 9 30 ngày gì đó thì nó cũng sẽ tới tới 10. Ừ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ có cái tật. Ông Trump có cái tật gì biết không? Là make up sự kiện dùng sự kiện giả. Make story. <laughs> make story. Và bị chuyện dùng thống ghi giả để truy chứng minh Và nếu mà camera Harris và tỉnh táo thì bạn quật ngược lại cái chỗ đó bạn nó xoắn số ra số giả dạ. bởi Kamala Harris là người nằm trong chính quyền phó tổng thống trong gần bốn năm vừa qua anh biết không ừ. thì nếu mà vậy cả phải chỉ ra ông Trump đang xài đồ giả đó Thấy không Ừ. trước ông bà chỉ dừng hai lần á stop here stop here vừa đang dùng vừa đang dùng fake news vừa đang dùng fake news thì tôi nghĩ Trump sẽ bị quê độ Đúng. À, mà Trump sẽ bị quê độ là sẽ xuống luôn uh -huh. ông không thì cái vấn đề yếu tố đó là cái yếu tố là bà Kamlis có đủ thời gian đủ kiến thức để mà phát chết những điều ông Trump nói không nếu ông Trump sở trường ông là ông nói dốc anh thấy trong cái trong cái phiên tòa trong phiên tranh luận của ông Biden đó, cứ trung bình một phút là ông Trump nói dốc một lần nó 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 nó, đáo một lần dùng cái chi tiết giả sự kiện giả không đúng sự thật để mà để mà tranh, luận do vậy nếu mà bà Cambridge bà Camry Harris bà, bà phát chất cái tài chỗ bà lưu ý sự kiện đó thì tôi nghĩ Trump không cách gì tranh luận được Trump chỉ nói dốc cho nó quen cho vui thôi Ừ, đồng ý với anh, mùi đồng ý với anh. À, nếu khi mà cực thủ trong tại vì ông ông nói ông, ông nói liên thương lắm nói rất là hùng hồn lắm rất là, là, là hùng biện lắm à, nói những cái điều có thể là có có thể như điều không có nó dần chuyển lên nói thôi rất là hùng biện lắm mà nếu chừng đứng ngay một cái nó tức là hết hết trong tư tưởng luôn anh nam mà à, trong tư tưởng nó cũng thể nói được nữa yeah. hay là cái cái sợ gì ông Trump muốn tranh luận đại pháp á thì sợ gì ông Trump tranh luận vừa rồi và thắng Biden chịu rất là đơn giản động nó láo từ đầu đuôi Uh -huh. Cuộc tranh luận 90 phút trừ 10 phút đó, là do cái những cái câu hỏi của người moderator, câu hỏi của người điều phối, những cái, những cái, những cái sự can thiệp khác. Thì còn mỗi bên là 40 phút, mà ông nói láo 20 mấy, 30 lần. hai lần anh em Ờ 28, 29, 30 lần vậy đó. Thì cái trung bình 1 phút 1, 1 phút 2 là ông nói láo một lần. Làm sao mà tranh luận? làm sao tranh luận khi một người chỉ nó 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 láo sự kiện giả cho nên nếu mà camera harris tôi tin là bà 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 stop right đi dù nói láo dù ông dùng sự kiện đúng thì tôi nghĩ bà chọn hai cú là ông trump tái mặt mày cái cái game ừ. plan đổi hết cái chiến lược đổi hết Đấy không thì cái thứ hai nữa tôi coi rất nhiều vụ tranh luận của bà camera harris bà rất là từ tốn bà hay nói okay, rồi ví dụ tối qua tôi có xem một cuộc tranh luận trước đây của bà với ông Mike Pence trong cái trong bài trò tranh luận năm 2020 ra cuộc cử 2020 nhớ không uh -huh. ông bà từ tối qua nói sửa it's my time rồi ông ấy, ông bà bà nhắc mấy cú Mike Pence cũng 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 lạc đề này. rồi tại sao giờ tôi ông ấy chung vô hay là giờ ông lại dùng những phát này phát nào là trọc lót vậy thì bên kia tôi nghĩ là bà Kamala Harris dùng tất cả những cái thủ thuật của một người biện luận viên một người tranh luận viên thì tôi nghĩ bà dùng cái kỹ thuật đó không cho phép dùng nó nó đảo stop right there và yêu cầu moderator phát chắc biết không ừ. thì bà làm hai cú đồng trâm là, là, là lúng túng hết đường pin Trời xem tôi rất thích cái cuộc tranh đồ ngày 10 đến 9 tới đến mùi tôi chờ đến ngày đó lắm ừ. thì thật ra nữ chứ cựu tổng trống mà không chấp nhận á <laughs> thì bây giờ là bảo chị và những người ta cho rằng là ông là nhặt gan ông ta sợ sệt do đó không thể không thể mà không thể giữ sự diện được chứ đó là cần phải ra thì đứng đầu thôi à. thì uh, cũng vui anh nam à, yeah. mình như vậy cũng vui à. Rồi bây giờ tôi tới một bản tin khác cho anh nghe nha. Là cái công ty của ông Trump, cái công ty rất lớn của ông Trump là True Social Media, em biết không? Ừ, nên đảm đã True Social Media and Technology Group, cái đó là công ty mà truyền thông online, truyền thông điện tử của ông ta đó. Thì vừa tổng kết cái quý vừa qua, ông lỗ bao nhiêu anh biết không? Lỗ 16.4 triệu Mỹ Kim và cái tiền mà thu vô đó không tới một triệu mỹ kim như vậy thì ông lỗ rất là nặng có có nghĩa là cái 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 social media ông nó đổ rất là nặng lỗ 16.4 triệu trong quý vừa qua và thu vô được có một triệu mỹ kim mà thôi và Tôi cho rằng bước ra như vậy thì không biết cái sức khỏe của công ty mà tham gia các công ty online ông sẽ như thế nào. Thu chưa tới 1 triệu, thu chính xác là 837.000 chưa tới 1 triệu. Lỗ thêm 14 lỗ thêm 16, 16, 16 4 triệu. Thu vô chưa tới 1 triệu 837.000 và thì cái số cái... thu ông đó, lần quý này sau quý trước giảm tới ba mươi phần trăm thì cái cái, 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 nền tảng mạng xã hội của thứ sau thủ của cầu thủ trống nó lên xuống nó phụ thuộc nó theo cái thăm dò này anh nam bây giờ bây cái cái, 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 nền tảng mạng xã hội trước sau rồi của cầu thủ trống bây giờ là có hai cái yếu tố sẽ đặt ra à, cái thứ nhất nếu cầu thủ trống mà thua À, vào tháng 11 này á thì như vậy cái nền tảng mà, rồi trước sau nào đi xuống luôn nó tụt dốc luôn còn ngược lại nếu như mà cựu tổng nói trung à, thắng cử vào ngày tháng 11 này á thì như vậy là trước sau sổ nó lên như nhiều anh nam ừ. à, cái ông nó, xuống ra thì... điểm rất là thấp xuống tới hai phần... mươi thì đương nhiên là bây giờ thì, bây giờ chưa có thăm dò thấy rằng là cựu tổng trung là bây giờ là theo sau bà Kamala Harris trời thì đương nhiên nó tỷ lệ thuận với các nhà đầu tư vào cái 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 sâu chứ yeah. rồi cái, cái quảng cáo nữa nó phụ thuộc vào cái cái, cái, cái chuyện dịch tranh cử của tổng thống trump bây giờ đã xem nếu như cựu tổng thống trump trước đây với uh, tổng thống Joe, Joe, Biden á uh, thì như vậy nó cái, cái, cái vấn đề sự chính là nó nó có có khác cho lắm. Đó thì người ta vẫn còn là đầu tư và người ta quảng cáo vẫn còn nhiều như vậy thế bây giờ anh thấy trong những hai tuần gần đây thôi thì có khuynh hướng đi xuống nữa và uh, những người mà cộng hòa maga thì họ họ hy vọng rằng thì cái nền tảng mạng xã này có thể đi lên và nếu cầu thủ trong được vào tòa bạch ốc thì nó đi lên nhanh liền à. thì ngay cả anh thấy ngay cả những cái tài sản của cầu tổng cửu tổng đội trong thôi nhưng là khách sạn là nhà nghỉ này kia nọ à, thì khi mà cầu tổng nó lên thì nó lên theo luôn mà à, thay vì thì ở okay, đó à, có bộ góp của của ông thôi à Ta nào, này thành viên không à đi vô động có bao nhiêu rồi số tiền rất, rất lớn để trở thành thành viên mà không thôi và nhiều cái thành viên đó cũng cũng chưa bao giờ vào xứng góp cũng chưa xứng chơi góp nữa à. nhưng để khi mà thị trường bây giờ cầu tổng trong mà thua một cái nữa thì có những cái thành viên đó là cũng rút. À, rồi những cái khách sạn là nhà nghỉ của cựu trong thì, thì trước đây anh thấy đó, có cái, cái, các nhà ngoại giao rồi họ đến họ thuê phòng họ ở hình như khi họ không ở nữa họ thuê phòng cả hàng tháng vậy nó tùy thuộc vào người con đường chính trị của cựu tổng thống Rồi, uh, bây giờ có bằng tin ở Arizona giống như là một uh, cái bằng tin này giống như là một bom shell, tức là, bông uh, bom tận Nói dành cho cựu tổng thống Trump á vì sao à, thưa quý vị biết rằng là cái cái phiên tòa ở Arizona tức là sự ít nhất là 18 đồng phạm rồi à, thì bây giờ là còn đợi cựu tổng thống Trump nữa và một số đồng phạm khác à, thì cái phiên tòa này sợ gì nó kéo dài như vậy thì bồi thẩm đoàn á thì họ thấy rằng là là cái điều này phải nên xử là có tội không tội nên xử nhưng ngược lại công tổ người công tội là nói à đến bây giờ chính, chạy chúng ch� tôi chưa có đủ là cái bằng chứng mạnh là cái năng của một số bằng chứng là chưa đủ để mà mà cả buộc cho đỏ từ 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 đã. À, thì ngày hôm nay tức là ngày qua thưa quý vị thì có thể là thay đổi tình hình rồi. Thì quý vị còn nhớ ở Arizona là một cái tiểu bang chuyển địa đó. nơi mà tổng thống Joe Biden à, đánh bại cử tổng thống Trump hơn 10.000 phiếu bầu thì Arizona thì nằm trong số 7 tiểu bang mà đảng cộng hòa là cáo buộc hành động giả dạ mạo cử tri đó à, thì thì cũng năm 2020 thì quý vị thấy rằng là đại cử tri đoàn cũng giả dạ mạo nữa là để trù là để thấy đổi cái kết quả bầu cử khi mà à, cựu phó tổng thống Mike Pence tuyên bố ngày 6 tháng 1 á à, thì Arizona là một trong những tiểu bang nằm trong tiểu bang đó và tổng thống Joe Biden thời kỳ đó là giành hơn được 10.000 phiếu và ở bên phía mặt đảng cộng hòa MAGA cùng những cựu thổ trống là tìm cách đảo ngược lại cái vấn đề đó thì bộ trưởng bộ tứ pháp ở Arizona đó là Chris Mayer thì năm ngoái tức là năm 2023 đã tuyên bố rằng năm văn phòng của bà đã đang điều tra những người đóng vai trò gọi đài đại cử tri giả đó và tìm cách tuyên bố trung đã giành chiến thắng ở, ở tiểu bang này vào năm 2020. À, tức là à, mặc dù là à, tổng thống Joe Biden giành à, được một số phiếu hơn là 10.000 đó, à, nhưng à, là những người đảm vai trò cử tri giả và, và họ tuyên bố rằng là cử tri trong đã giành chiến thắng ở tiểu bang này rồi. Đó à, là cuộc điều tra của Bộ Tiểu Phạm nên như vậy đó. Thì vào ngày 14 tháng 12 năm, năm 2020, một nhóm đảng viên đảng Cộng hòa đã tụ tập và có một buổi họp ở Phoenix để ký một văn bản là khai mang rằng họ là là những đại cử tri được bầu cách hợp pháp và đủ điều kiện cho tiểu bang điều đủ điều kiện của tiểu bang và cho rằng là tổng thống Donald trung là người chiến thắng. Đó là theo tài liệu tòa án và một nhóm người khác và các nhà hoạt động công ký vào một bản tuyên bổ giá màu tương tự như vậy. À, trong đó còn 18 người đồng phạm đã uh, trong đó còn ông Trump nữa đã, đã được uh, đưa ra tòa thì uh, vấn đề mà riêng ông Trump, á thì vị, thì bây công tố viên họ nói thế này bây giờ chúng tôi chưa có bằng chứng đủ để cho bồi thẩm bồi thẩm đoàn kết tội đâu thì mặc dù bồi thẩm đoàn họ nói rằng bây giờ như vậy là đủ rồi để chúng ta đi mở phiên tòa để kết tội đi À, nhấn cặp công tố viên nói, ô chưa được bằng chứng nữa quý vị thì bây giờ họ kéo dài cho đến thời gian ngày hôm nay luôn à, thì bây giờ tình hình nó đã thay đổi như thế nào thì theo nhà phương tích pháp lý đó là ông Clarence uh, à, uh, thưa quý vị thì, thì uh, nhà phương cách pháp lý cũng như là cựu công tố viên đó thì uh, ông này đã uh, từng ngồi ghế uh, thẩm phán và công tố là từ tiểu bang và liên bang ông rất là giỏi bây giờ là ông một trong là những người cộng tác bên NBC đó thì theo ông Glenn Kushner là ông Trump có thể vẫn phải đối mặt với những cái cáo buộc hình sự Arizona liên quan đến cáo buộc ông ta tham gia vào cái nỗ lực lực ngược cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 thì mặc dù Ông ta cho rằng các công tố viên ban đầu là cơ quan đại bồi thẩm đoàn không truy tố tổ cựu tổng thống trong vì chúng ta chưa đủ bằng bằng chứng không đủ là chưa đủ để mà truy tố. À, theo cũng uh, công, công, công tố viên là uh, Glenn Kushner, à, Thì ông ta là, ông ta cũng là nhà phân tích pháp lý của MPC nữa. À, đồng thời ông ta thường xuyên chỉ trích cựu tổng thống Trump ông bày tỏ sự thất vọng là biết rằng đại bồi thẩm đoàn ở Arizona nếu gần đây đã truy tội 18 đồng minh của ông Trump rồi, à, thì à, ông ta bày tỏ sự bất bình với cả các công tố viên đó. Ông Chris cũng nói thế này, à, công tố viên à, họ tư tội chứ họ kéo cho thời gian như vậy, họ nói chưa đủ bằng chứng á, thì giống như là một con dao đâm xuyên tim của tôi, của một vị công tố già này, ông ta nói vậy. Khi à. ông ta biết rằng tức là bồi thẩm đoàn là muốn truy tố trong nhưng cả công tố viên thì khuyến bồi thẩm đoàn thì không nên làm như vậy. Các cuộc thảo luận của đại bộ thẩm đoàn đã dẫn đến bản cáo trạng quốc 18 cá nhân rồi bao gồm cả những người công sư nổi tiếng của ông Trump. đó là ai là cựu luật sư cũng là cựu uh, thị trưởng là nổi tiếng uh, một thời uh, tức là cho một một, một một luật sư tài ba đó, đó là ông Giuliani và ông uh, cựu tránh văn phòng của cựu tổng thống trong đó là ông Mark Meadow. Thì tuy nhiên theo CBS News thì các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng một công tố viên đã cảnh báo bồi thẩm đoàn không nên buộc tội ông Trump với lý do là lo ngại về việc liệu chúng ta có đủ bằng chứng hay là không và đề cập đến chính sách của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hạn chế truy tố một ai nào đó cùng một tội danh mà truy tố hai lần. À. Để ông ta nói như vậy do đó là chúng ta chưa thể truy tố ông đâu thì ông Clarkus ông ta giải thích các công tố viên có thể đã trì hoãn việc truy tố ông trong vì họ lập luận rằng để bảo đảm rằng có một vụ án chắc chắn họ có thể đáp ứng là cho một khả năng bằng chứng cao hơn cần thiết tại phiên tòa do đó chúng tôi cần phải thêm thời gian thì ông Clarkus đã gợi ý rằng những cái diễn biến gần đây có thể thay đổi cái tính toán của các công tố viên này là công tố viên Arizona bây giờ ông đưa ra cụ thể cho thế nào là cụ thể cho thấy một cựu luật sư của cựu thủ trong năm trong số 18 người bị truy tố đó đã đồng ý là hợp tác với chính quyền Arizona à, thì đó là cựu luật sư là ai đó là bà Jenna Ellis à, là bà tuyên bố như vậy bà nói tuyên bố à thôi bây giờ là tôi uh, xin cộng tác và hợp tác một cách chặt chẽ với công tố viên và chính quyền Arizona. Thì như vậy, thưa quý vị thấy bây giờ trạng đã thay đổi rồi. Mà tình trạng của bà Jen Ellis là cựu luật sư của ông Trump đã đồng ý và hợp tác như vậy á, à, giống như là một trái bom nổ cho cựu tổng thống Trump vậy. Như vậy, thì như vậy là có bằng chứng rồi để đưa cựu tổng thống ra tòa mà thôi. Nếu các công tố viên yêu cầu đại bồi đoàn chờ đời á, bị họ nghĩ có thể có lẽ là chúng tôi muốn cộng cố cổ vụ kiện của mình một chút để chống lại ông Trump. À, thì giờ đây họ có thể là họ nói rằng là bây giờ có bằng chứng rất cụ thể rồi. Họ cho lọ đài hay là bồi thẩm đoàn. À, xin lỗi, là công tổ viên. Hãy mở phiên uh, tòa trở lại. À, ông Grant cũng nhận mạnh rằng các công tổ viên có thể đang chờ đợi bản án của những đại cử tri giả dạ mạo đã bị truy, tố tổ trước đó trước khi đeo đuổi là cáo buộc cựu tổng thống Trump. À, thì bây giờ thêm một vấn đề nữa ok thì bây giờ có là cựu luật sư của ông Trump mà Jenna Edison bây giờ kiểu, kiểu cái đầu thủ á à, bây giờ ở à, chúng tôi bây giờ bây giờ tôi hợp tác với quỷ ông đó à, thì nếu hợp tác thì họ thì là bà có hưởng được cái, cái cái chính sách gọi là là favor à, thì có thể giảm án hoặc là miễn truy tố vân vân à. thì bây giờ còn một lý do nữa <laughs> mà ông Clarence Carter ông cũng lo sợ nữa thì bây giờ với các công tố viên này à, thôi thì bây giờ chúng tôi sẽ xem để chờ đợi thì cái phiên tòa mà kết án những đại bộ thượng đoàn giả đó như thế nào có đã à, à, thì bây giờ là về vấn đề à, cái đó là một vấn đề rắc rối nữa thì tuy nhiên theo như ông Glenn, uh, Glenn Kushner thì ông nói rằng là hiện nay như chúng ta đã biết là những cái tên tội phạm à, bây giờ đã à, à, là xét xử rồi rồi bây giờ những tên tội phạm cấp trên nữa à, không không những đại cử tri giả màu đâu rồi những không không những kẻ tại sao của ông Trump ở trong nỗ lực làm để học ngược lại kết quả bầu cử tổng thống đâu bây giờ là những người cấp tên là ai trong đó là có là cựu tổng thống Trump à. thì ông ta nói thế này thật ra khi mà tôi còn là một công tố viên á à, thì cái điều này tôi sẽ ráo riết đeo đuổi cho đến cùng luôn à. rồi tôi đeo đuổi những những trận hợp tác à. rồi để mà có những thông tin có những cái bằng chứng để bức là công cá tội phạm lớn hơn và sẵn sàng đưa những chứng chứng đó ra xác xử là nếu ban đầu họ tự chỗ hợp tác thì theo cái ý của ông Kushner như vậy thì như vậy ông nói là những người mà hợp tác như vậy thì như vậy là họ có những cái ưu đại hơn rất là nhiều ưu đại thì ông ta nói thế này bây giờ nếu như mà cựu luật sư là của uh, tổng thống Donald Trump mà hợp tác như vậy ấy, thì thì cái vấn đề này giống như là bom tấn nổ ra cho cựu ông Trump như vậy là ông Trump sẽ là đổ dường một phiên tòa ở Arizona nữa Thế như vậy thì anh của Xuân Nam thì cựu tổng Trump thì sắp tới đây là vấn đề pháp lý là không biết ông chống chống nội lại không À, phiên tòa ở uh, Manhattan 34 tuổi danh rồi. Rồi bây giờ đời ngày ra ra tòa để mà nhận bản án mà thôi. Rồi các hai phiên tòa còn lại đang chờ đợi, hai phiên tòa về hình sự nữa ở Georgia, ở ở uh, uh, Florida, ở uh, Alabama. Rồi bây giờ phiên tòa ở Arizona nữa mà trong cái tình trạng mà càng ngày càng uh, cuộc thăm dò là càng ngày càng thuộc lui lùi thế nào thì cũng biết là cái 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 cái, 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 cái tâm lý trong của ông trung chịu đựng nổi không anh Nam ông điềm chiến lược rất là hay anh biết không à hả? nếu ông thắng cuộc bầu cử mà làm tổng thống á thì tất cả những rắc rối pháp lý cũng giải quyết luôn ừ. nhưng mà nếu mà ông thua đó thì tất cả cuộc bộ kiện tụng pháp lý đó, nó sẽ tiếp tục bùng nổ cho nên cái quyết liệt của ông Trump phải thắng mà ông lại sai lầm một chỗ là ông chê ông Biden quá gây sức ép nặng quá ừ. thì ông Biden bị cái anh em dân chủ đó, nó từ bà Nancy Pelosi tới ông Obama tới người nào cũng muốn ông 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 Biden rút lui đi ừ. thì bây giờ ông im lặng ông ông quyết định xong tuần đã dưỡng bệnh ở tại bờ biển của Delaware ông mới tuyên bố là ông rút quân và ông giao lại cho bà Kamala Harris thì bà Kamala Harris chạy một lèo. và bây giờ anh có biết ông mới bắt đầu nói chuyện trả lời trên trên truyền thông là tại sao rút lui và người ta để ý đến cái cuộc trả lời ông trên đài CBS vào ngày hôm nay chủ nhật hồi sáng này ông nói gì mùi biết không nói gì anh à? ông nói năm cái cuộc bầu cử 2004 mà ông tiếp tục ở trong đó đó thì ông bị cái một sự mà phân tâm anh biết không distraction là không có được chú tâm của bầu cử đến đúng mức ừ. và như vậy sẽ thất bại ông nói người ta lưu ý ông người ta muốn nghe ý kiến của ông, Biden nói cái gì phải không thì ông nói trên đài CBS vào sáng nay chủ nhật ông nói gì đây là buổi đầu tiên mà ông ta chính thức trả lời trong một đài truyền hình Mỹ về lý do mà ông ta giả từ vũ khí, lý do mà ông ta không ra tranh cử tiếp rút lui, Và giao cuộc tranh cử tới cho bà Kamala Harris. Bởi nếu ông tiếp tục đi thì ông bị distraction nặng lắm, bị phân tâm nặng lắm, bị chi phối nặng lắm, bị đạn trí nặng lắm. Bởi vì sao? Là ông phải giải thích cho những đồng nghiệp, những lãnh đạo dân chủ tại thủ đô Hoa Đình đúng về những chỉ trích của họ, ông phải giải thích thì trong khi ông nói chuyện với ký giả Robert Costa của đài CBS vào ngày hôm nay chủ, chủ nhật sáng nay chủ nhật thì ông đưa ra mấy lý do sau đây thứ nhất là tránh cái distraction tránh sự phân tâm không? và thứ hai là ông giải quyết vậy ông tìm sự mà hợp tác với đợi, với những đồng nghiệp dân chủ của chúng ta đồng nghiệp dân chủ chúng ta tại thượng viện và hạ viện đổ lỗi chúng ta như thế này nếu ông tiếp tục ông tranh cử mà ông bị xuống điểm quá đó thì nếu thất bại ông kéo luôn cả cái đảng dân chủ xuống xuống luôn phải không ví dụ ừ. đảng dân Chủ có thể mất không yên mất ở tại tội lóc của ông Biden mất luôn cả thượng viện mất luôn cả hạ viện họ đổ lên cái trách nhiệm lớn quá đến đầu ông bay do vậy ông mới tìm được cách mà giải thoát cái vấn đề độ tội này từ cái đồng nghiệp dân chủ cái sức ép của người ta ông ta mới từ chức ông ta cho lý do thứ hai ông nêu rất rõ một số tên tuổi thì lúc đó nếu mà ông mà mà gây cái sự mà nếu ông tiếp tục ở trong đường đua và ông phải chống đỡ ông phải biện minh ông phải nói dối thì từ giờ đâu mà đau vào đâu vào nó tranh cử nữa và trong cái cuộc tranh cử ông chỉ nói vấn đề này ông bà Nancy Pelosi nói tại sao nói thế này tại sao nói nọ mà người này tại sao nói này tại sao ông trả lời được hết bây giờ không có lý do tranh cử do vậy cái quyết định mà chọn không ra tranh cử nữa trẻ từ đường đua cũng bay đến giờ này được xem là một người có trách nhiệm trước đảng trước đất nước anh, anh mùi biết không ừ. báo chí Mỹ nó không khen ông ta nhiều rồi cho đây anh mùi thưa nói thế mà điều đó là thối, trước đây người ta phân tách rồi anh nam, cái là ở tổng thống Joe Biden có hai sự lựa chọn, lựa chọn thứ nhất á là những cái di sản của ông trong năm mươi năm qua về con người làm chính trị, Thế bây giờ ông, ông đánh mất trong cuộc bầu cử này hay không? Nếu ông chuyện thẳng á là chuyện thẳng tất cả, mà nếu ông mất thì ông mất tất cả, thế bây giờ ông chọn lựa như thế nào? thì thì đó là một sự lựa, ch lựa, ch lựa chọn mà nó cho rằng là sự lựa chọn của uh, tổng thống Joe Biden là một sự khôn ngoan anh à? đã, yeah. à, có trách nhiệm một sự lựa chọn có trách nhiệm anh. thì không biết sao là cựu tổng thống bây giờ là càng ngày càng rỗi trí Người xuống Nam bây giờ hồi sáng này á thông tin rằng là là cáo buộc và khám nào là dùng là AI là nhân tạo tạo ra những cái đông như vậy rồi lên ạ người lên ạ người khác ngay cả ở trong đảng cộng hòa vậy à, cái cái, à, cái, cái tin mà cựu tổng thống Trump mà tấn công à, thống đốc Georgia ra và đồng thời à, là giảm đốc hành chính mà chịu trách nhiệm về bầu cử mà thời gian cựu tổng thống đã từng nói chuyện trực tiếp qua điện thoại làm thế nào để à, kiểm cho ông hơn một phiếu Joe Biden đó, để trở thành ở tiểu bang xuất ra cũng không thành công đó. bây giờ hình như cái đó là sự cấm thù là gắm trong tim ông rồi. Vậy cho nên mặc dù một số là người thân cần cộng dụng như là một cơ sở đồng minh của cựu tổ trong thì khuyên rằng bây giờ ông không nên tấn công những người là cùng đảng của mình nữa bất lời mà thôi chẳng có lời gì mà thể mà cựu tổng thống cộng không không thể nghe và không không từ bỏ được anh nam à, thì bây giờ các nhà phân tích về chính trị thì xem việc mà cựu tổng trung à, tấn công à, ông tổng đốc à, ở sọc xa thì đây giống như là một sự từ sát chính trị à, và đồng thời à, cái điều này khiến cho cựu tổng thống khó thắng ở tiểu bang Georgia nữa nè. À, thì bằng tính như thế này Rồi để quý vị nghe Bây giờ ai lên tiếng Mà chỉ trích cựu Tổng thống Trump Và ai bức mạng như thế này Ai bức mạng ở chuyện mà cựu Tổng thống Trump đã tấn công à, Ông Thống Đốc à, Sau cuộc tranh cử của Cựu Tổng thống Trump Tại một trường đại học Ở Georgia hồi đầu tháng này à, Thì tạp chí hiện pháp Atlanta Trong đó một ngoài buộc là Blue Stand à, Đã đưa tin rằng À, một số nhà hoạt động này rồi một số chiến lược giá của đảng Cộng Hòa này à, tất cả những người này họ không hài lòng với cuộc tấn công của cựu thủ Trump nhắm vào là ông thống đốc của tiểu bang rột ra đó là ai đó là Brian Kemp à, cũng giống như là ông giám đốc mà, mà hành trình phụ trách về bầu cử là ông John Frank à, Prager à, thì à, những chiến lược giá và những nhà hoạt động này họ đoán rằng là nếu như mà cầu thủ thống Trung, à, tấn công như thế này á, là ông có thể thất bại à, ở chọc à, trong đó có cựu dân biểu chọc ra đó là Alan Pick và nói về AJC rằng rất nhiều đảng viên đảng cộng hòa giống như tôi là chắc chắn là quyết định không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vì những cái trò hề ông ta nói rất là nặng lên anh nguyễn xuân nam trong bi những cái trò hề ngu ngốc như tối nay của cựu tổng đốc trong là ông ta vừa mất lòng là ông thống đốc và đồng thời ông có thể là mất luôn cả chọc ra luôn anh nam là đó anh anh thấy rằng là những người đảng viên đảng cộng hòa mà họ họ tất nhiên họ nói như vậy đó bây giờ mùi lặp lại này trong cuộc bầu cử này là lấy rất là nhiều đảng viên đảng cộng hòa như tôi chẳng hạn đã có thể quyết định không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vì những cái trò hề ngu ngốc cái tội này của ông Trump và ông ta có thể mất trục ra nữa nó nặng này như vậy thì trong thời gian gần đây ông đã vận động rất ít tổ chức à, các cuộc họp báo mà nếu có cuộc họp báo thì ông nói lan man à, để các khiến cho các chuyên gia chính trị họ đặt câu hỏi về khả năng tinh thần nhạy bạn của ông ta ở đâu rồi đó là vấn đề Nói phóng viên Cameron của tờ Washington Journal đưa, đưa tin rằng các nhà lãnh đạo và các chiến lược gia của đảng Cộng hòa không tin rằng ông Trump có thể giành chiến thắng tại tiểu bang này, tức là tiểu bang Georgia vào tháng 11 nữa. Anh thấy những cái tin tức mang giôn chọc ông Trump như vậy thì làm sao ông chịu nổi anh ạ? Tự cổ vẫn của đảng Cộng hòa là ai là Stephen Lawson anh nói với WSJ tức là Washington Journal, rằng Đảng Cộng hòa ở Georgia, những người độc lập ở Georgia, các cử tri mà là, là, lấp lẫn chưa biết bỏ cho ai á à, thế đây bây giờ là họ, họ không còn muốn sự chia rẽ nữa họ à, thế đây họ muốn đoàn kết như cái như như vậy họ muốn đoàn kết đó. thì họ không muốn trở lại những rắc rối vào năm 2020 nữa thì có nghĩa là theo Lawson nói tức là những người này họ không muốn bỏ dòng trung nữa và họ cũng muốn rắc rối thêm nữa họ cũng muốn chia rẽ thêm nữa thì ông Lawson nói thế này những người làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2020 à, là đã thất bại trong cuộc tranh cử à, thì trong đó có à, là ứng cử viên thượng nghị sĩ à, à, đã thua à, ông là kelly và ông nói thêm thế này à, Chúng tôi biết chính xác là câu chuyện này kết thúc như thế nào rồi à, nếu như ông trump không giải quyết được vấn đề này mà ông ta cứ tiếp tục chỉ trích và tấn công như vậy ông ta sẽ thua cuộc rồi bên cạnh đó là thương nghị sĩ tiểu bang là Larry Walker, đề Tam là cũng là một đảng viên nào cộng hòa là hang đầu của sọc xá nữa đó đã ông Trump này ông Trump thì bây giờ ông đừng nên tấn công như vậy nữa và chắc chắn là ông nhận kỳ hiệu quả cả hậu quả là không mỹ mà tốt đẹp đâu nếu mà ông cứ tiếp tục với cái mối thù như kiểu này á thì ông giành được rồi sọc xa trở nên khó khăn hơn à, rồi bây giờ quý vị nghe thêm là là chiến lược giá kỳ cư của đảng cộng hòa ở sọc xa là ai à, tức là Ryan Mahoney này. thì ông ông này ấy, thì trước đây rất là tin tưởng cựu tổng thống trung và bây giờ cho ông nói thế này nếu cựu tổng thống làm thế này, là ông ta từ sát về chính trị ông ta nhận mạnh như vậy và chúng tôi đã xem những video clip trước đây rồi à, ông ta nhận xét vô căn cứ ông thiểu sản suốt thiểu thông minh điều này để khiến cho ông và đảng cộng hòa không thể giành chiến thắng vào tháng 11 một nữa người xuống nam Đó không biết đâu. là cựu tổng thống này càng ngày càng rắc rối thêm thì đảng lẽ là tạo thêm đồng minh nhiều hơn nữa mà bây giờ cũng tạo ra nhiều kẻ thù nhiều hơn nữa người xuống nam Đó. thì đương đầu về pháp lý đương đầu với những cái cuộc thăm dò rồi quý vị thấy rằng là cựu tổng thống rất là rắc rối rất là không biết rất là lỗng tổng, rồi những chuyện trách tranh cử, không nói lên được cái dự án uh, tương lai của mình như thế nào, mà cái dự án 20-25 đã bị chỉ trích rất là nhiều, không phải riêng đảng uh, Dân Chủ, mà những người độc lập phòng vẫn chỉ trích như, như thường. Đó. Thì nếu như mà cựu Tổng đồng, mặc dù cựu Tổng thống từ chối nó tôi không biết cái dự án là project 2025 hết đó tôi không biết họ là ai nữa. nhưng càng ngày người ta chứng minh rằng là ít nhất có 140 người và những người giám đốc là kỳ project 2025 đó, đó là những cựu nhân viên trong khám của, của cựu thủ trong giai đoạn ông có thể từ chối ông có thể phụ nhận điều đó nữa mà nếu bám theo dự án đó thì bây giờ bên phía bà camera à, Kamala bà căng cứ vào cái dự án là 22 năm bà tấn công à, thì mà bà, bà ở, Las Vegas bà cũng lên tiếng là nếu như mà cựu tổng trong trợ là tỏ bạch ốc á thì bây giờ những gì những chương trình Medicare này Medicaid này những gọi là là affordable care đó mà cựu tổng trong đã à, từng hủy bỏ muốn hủy bỏ đến nhưng hủy bỏ không được rồi cái như là child care tax này à, credit này À, rồi vấn đề mà giảm tiền uh, to thuộc vân vân biết bao nhiêu chuyện mà lo cho những người lao động này à, thì có thể là ông cựu tổng thống trở lại cái vấn đề đó cho đó cáo khẩu hiệu của bạn là chúng tôi không muốn trở lại về quá khứ nữa à, chúng tôi không đi về quá khứ nữa mà chúng tôi đi về phía trước hơn à, thì nếu như mà cựu tổng thống bám vào cái project 2025 thì càng thất bại hơn nữa và đồng thời là ông trước đây họ tuyên bố rằng là nếu giống là thành công là chuyển thẳng vào tòa Bạch ốc á chỉ một ngày đầu thôi tức là độc tài rồi. À, thì là one day is thì Điều đó là bây giờ bên phía bà Camarade là bây giờ bà khá thạc vấn đề nó càng ngày càng càng lớn nữa. để làm cho ông Trung nó càng ngày càng rối loạn nữa, quý vị và cũng mong, mong tới ngày ngày 10 tháng 9 để xem thử hai bên tranh luận như thế nào thì khi đó biết được là cái chính sách của mỗi bên ra làm sao thì quý vị thì tin tức hôm nay cũng khá, khá dài rồi anh em chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình anh em chúng tôi và xin hẹn quý vị vào lần tới và yeah. quên. chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và mạnh khỏe chào nhé cảm ơn anh yeah. Nó trả